Hi, xin chào ông bà, cô chú, anh chị đang xem kênh Tiểu Hồ Cuộc Sống Trung Quốc. Từ hôm bữa giờ nhà em ngưng á, là lý do trời mưa. Thì hôm nay á, là nắng liên tục mấy ngày liên tiếp rồi, cho nên là bữa nay sơn vách tường ở bên ngoài nha ông bà cô chú. Cái mà mình mong đợi nhất để mà hoàn tất cái căn nhà sau khi mà sửa xong á, là hôm nay đã đến rồi. Cả nhà mình cùng xem thử là sau khi mà sơn xong á, thì căn nhà của em nó sẽ đẹp hay không nha. Vách tường nhà em hôm nay sơn á, thì chỉ có hai người thợ này làm thôi nè. Và nhóm thợ này á, thì mình phải lo cơm trưa. Chứ mơ rưa này bu đai cơ mau. Nã đai ba, đu rưa. Đai cơ mau chứ bu lây là. Em kêu chú là trời nắng á, lấy cái nón đội lên cho nó khỏi nóng cái đầu. Đội cái nón lên là đỡ mệt á. Mà chú nói là đội lên thì nó đứng dậy cái nón nó cạy vô cái mái nhà, không có làm được. Xong rồi chú không chịu. Bây giờ dán cái bọc ni lông này á, là để lát nữa xịt sơn cho nó khỏi bị văng lên trên mấy cái cửa của mình. Bên đây là dán xong hết rồi nè. Mấy hoa em trồng sát bên hông cái phòng bếp mà đẹp quá trời đẹp luôn. Lúc đầu ở nhìn cái lá tụi em cứ tưởng là hoa vàng thọ mà bình thường mà mình hoa mà hoa cúng á. Cái xong cuối cùng cái lúc mà nó ra là cái hoa của nó, cái cánh nó nhỏ á. Trời ơi, ai xả thích quá trời thích. Thấy ra cánh nhỏ như vậy nhìn đẹp nè. Sơn xong cái vách tường trước với lại sau này á, là nhà em nếu mà muốn tổ chức nhà mới, tiệc tân gia thì em có thể tổ chức được rồi. Ở bên Trung Quốc á, thì cái tiệc tân gia mình tổ chức á, thì không có giống như ngày xưa nữa. Bây giờ thì đa số dẫn nhau ra nhà hàng ăn và mình đặt bàn ở ngoài quán. Nó cũng giống như là những cái tiệc bữa trước mà em quay cho cả nhà mình xem. Thì đợt trước em nói là một bàn ăn á, thì tầm khoảng 400 hoặc là 400 hơn một chút. Là tính tiền Trung Quốc á, đổi qua tiền Việt mình thì một bàn là tầm khoảng 1.400.000 cho tới 1.600.000, thì bàn ăn sẽ có tầm khoảng 17 cho tới 25 món. Thì ở trong thôn nếu như mà mình tổ chức tiệc nhà mới á, thì mình đốt pháo và người dân người ta tới mừng. Khi mà mình tổ chức tiệc như vậy á, thì mình sẽ không có bị lỗ đâu. Chắc chắn là mình sẽ có lời, chủ yếu á, là lời ít hay nhiều thôi. Ở trong thôn em á, thì mình đốt pháo thì người ta tới đi, nhưng mà còn phải tùy thuộc vào mối quan hệ của mình với lại cái người đó. Bình thường á, mình không có qua lại, thì bây giờ mình có tiệc thì người ta cũng không có đi tiền mừng cho mình. Nó còn phụ thuộc theo tình nghĩa giữa hai nhà nữa. Nhà em á, thì lâu rồi không có tổ chức tiệc tùng gì hết trơn. Mấy cái tiệc cho cháu gái này kia trong thôn người ta có cái gì là người ta cũng tổ chức để cho người trong thôn đi mừng. Nhưng mà nhà em thì anh hai không có tổ chức, anh hai ở thành phố và không có về nông thôn tổ chức. Người khác thì người ta ở thành phố nhưng mà vẫn về nông thôn tổ chức để người ta lấy tiền lời đó cả nhà. Mặc dù là lâu nhà em không có tổ chức tiệc gì hết, nhưng mà có lễ nghĩa gì của người ta là ba mẹ em đều tới. Giờ tụi em về đây xong thì nhà cũng giống như là mình sửa mới lại hoàn toàn, không khác gì mình xây mới luôn rồi. Nên là tụi em muốn tổ chức một cái tiệc nhà mới. Thứ nhất á, là mình cũng lâu rồi gia đình không tổ chức nè. Thứ hai á, là em cũng muốn á, là người dân ở trong thôn người ta biết được á, là tụi em sau này sẽ về đây ở. Khi mà người ta đến mừng và chung vui với gia đình mình á, thì sau này ở trong thôn có tiệc tùng gì á, thì tụi em cũng sẽ tự giác nhà riêng của tụi em và đi cái phần lễ nghĩa bên tụi em riêng. Xin phân chưa gơ thôi mà. 这个风那个底细的，风压底。你 就 wet 这个桶内。嗯。Em nghe mùi thì giống mùi nước sơn nhưng mà nó lỏng sợt à. Vợ bác này nãy chưa? 你俩没有小白？慢慢要。啊。刚你松手吧。刚稳定嘛。 手里还拿着衣服。
我还没有结婚。 你说准备结婚吗？ 说准备结婚的吗？ 谁呀？ 刑天说。 说啥咱听不懂。 我说刑天你过来， 你朋友开玩笑， 说你准备结婚， 有没有？ 对。 啊对。 明年。 明年啊。 对。 你说啥母， 听不太懂。 听不太明白。 明年结婚。 都有女朋友了，对吗？ 对。 10月份去拍婚纱照。 Giờ mới chứ một cái lớp này không biết có phải là vôi hay không, nhưng mà hình như không phải vôi. Em hửi thì em nghe mùi giống như là mùi nước sơn, mà nó lỏng lắm luôn á. Quét chứa một lớp. Mấy hôm nay ở chỗ em á, thời tiết nó nóng hơn 40 độ C, cho nên là chỉ cần mình đứng ngoài nắng thôi là mồ hôi nó chảy như là mưa luôn, không có cần mình phải làm luôn. Em đứng em quay video mà em chịu không nổi luôn cả nhà. Nóng quá cho nên là hôm nay cơm thì chỉ có 2 người, thành ra thì em tự nấu luôn chứ không có đi ra quán đặt cơm hộp. Với lại là em cũng nấu cắt thêm một ít rau để chiều là kêu ba mẹ qua. Em mới mua được một ít tôm sắt. Ở bên này tôm sắt người ta nuôi ở những cái bãi cỏ lau sậy, cũng những cái bãi nước ngập mặn á, cho nên là ăn cái vị tôm nó ngon lắm luôn, giống y chang là tôm ở miền Tây Việt Nam mình luôn. Hôm qua khi mà em chia sẻ video đi đốt vàng mã cho ông bà nội vào tháng 7 âm lịch hàng năm, thì lúc mà đi ra cái đám bắp á, do bắp đợt này nó lớn nó cao quá. Năm ngoái tụi em đi á, thì em thấy bắp nó còn thấp thấp một chút, tụi em có thể tìm được mồ dễ hơn một xíu. Vậy mà năm nay á, tụi em đảo ở trong cái đám bắp, em bò vừa kiếm ở dưới gốc bắp á, mà kiếm tới nửa tiếng đồng hồ tìm không có ra. Xong rồi lúc đó gần 12 giờ trưa thì kiểu như chưa tròn bóng á, cho nên là mẹ với lại dì hai kêu tụi em là đi ra về, cũng bị mất cái giấy cúng ở trong chính giữa đám bắp luôn, tìm không ra luôn. Ở bên này á, thì chắc là cũng có mộ xây, nhưng mà hiếm lắm luôn em mới gặp được một cái mộ xây. Có thể là gia đình người ta kiểu như là đối xử tốt với lại người đã mất, hoặc là gia đình người ta khá giả. Còn phần lớn á, thì đa số là đều là những ngôi mộ đất, rồi có một cái tấm bi ơn trước. Thì đợt trước em cũng có nói chuyện với lại ba mẹ chồng, em nói hay là bây giờ nhà mình á, làm kiếm tiền rồi xây lại cái mã cho ông bà nội. Thì lúc mà em nói vậy á, thì ba mẹ chồng em nói là cái chuyện xây mã thì phải kêu cả dòng họ về nhà rồi ngồi nói chuyện với nhau á, với lại là cùng nhau góp tiền lại xây, chứ không phải là một mình muốn xây là cho xây được. Tại vì cái đó là ông nội thì có tới 4 người con và còn con cháu nữa, cho nên là mình ở nhà mình không có thể nào tự quyết đâu. Chẳng qua là mình ở gần á, thì mình thường xuyên ra đốt vàng mã, đốt một ít tiền vàng gửi cho ông bà nội thôi. Với lại á, là đây cũng là cho mình thấy được cái phong tục ở bên này, cái cách cúng kính và cái người sau khi đã mất thì bên này người ta xử lý như thế nào, để mình hiểu được cái cách sống và cái phong tục ở vùng chỗ này. Còn thiệt sự mà em thấy con cháu nhiều người đều làm ăn nên mà bây giờ vẫn để cái mồ đất, đến mùa thì cây cối mọc đầy ở trên cái mã. Nói chung là mình nhìn mình thấy cũng xót, nhưng mà mình con dâu mình cũng không dám ý kiến nhiều. Em cũng biết á, là mấy video gần đây á, là em quay đa số cũng rất là tiêu cực. Tại vì á, mấy cái chuyện gần đây xảy ra trong gia đình á, thì nó hơi lục đục, nó hơi xui. Với lại mấy cái chuyện ngoài ý muốn nó xảy ra dồn vào một lúc. Tụi em á, lúc thì đi sửa xe, rồi tranh thủ đi lấy giấy tờ, chạy lòng vòng ở trên thành phố, kiểu như hì hục chạy ngoài đường cả ngày. Về nhà á, thì tụi em cũng ăn đại một cái gì đó, chứ cũng không có thời gian để mà nấu ăn hay là ngồi ăn cơm chung với lại ba mẹ. Kiểu ví dụ như mình ở chung nhà mà cho dù một ngày mình có bận như thế nào đi nữa thì đến giờ ăn cơm á, chỉ còn xào đại món rau ra thì cũng có thể ngồi ăn cơm chung. Nhưng mà khi mà tách riêng ra như vậy á, thì những cái lúc mà bận rộn quá, về nhà mình mệt quá, mình nằm đuối sức, mình cũng không biết là bên đó ba mẹ ăn cơm hay chưa, không biết ba mẹ ăn cơm vào lúc mấy giờ, rồi cũng không biết là mình có xong việc kịp để mà nấu, để mà chiều nay ăn cơm chung hay không. Tách ra một cái thiệt sự nó rất là bất tiện luôn. Lúc trước em rất là thơ ngây và em nghĩ là kiểu như là khi mà sống chung với ba mẹ hoặc là muốn báo hiếu với ba mẹ thì kiểu như sống với người già rất là dễ, chứ đâu có gì đâu mà khó.
Với lại em cũng thích sống chung với ba mẹ, kiểu như là đằng nào cũng nấu ăn, khi mà mình nấu ra thì ăn được chung cả gia đình. Ba mẹ ăn chung thì chỉ thêm cái chén đôi đũa thôi, phần ăn nó chẳng có gì lớn lao. Thì lúc trước em nghĩ đơn giản và em nói rất là đơn giản luôn. Nhưng mà sau này khi về làm dâu thì em mới hiểu, thật ra sống chung với lại phụ huynh thì không phải đơn giản chỉ là những bữa cơm, mà còn về tính cách với lại không gian sống trong nhà nữa. Nhưng mà nói sao nói, con cháu mà ở chung trong nhà hoặc là ở sát vách nhau thì đi qua đi lại dễ chăm sóc nhau hơn. Hôm nay nấu 3 món mà có tới 2 món rau là hai người thợ này chưa từng được ăn qua. Cái rau dền đỏ này với lại rau muống thì người Đông Bắc Trung Quốc người ta không có ăn. Nhưng mà em thấy người ở phía Nam Trung Quốc thì người ta vẫn có trồng và người ta vẫn có ăn loại rau này. Nên là bên này thì người ta có bán hạt giống loại này luôn. Trồng hàng nào đi, nếu trồng mà sao? Ở ngoài sau nhà khi mà sơn thì người ta sẽ làm cho mình lại mấy cái họa tiết hoa văn hoặc là mấy cái đường kẻ. Nên là lúc này thì sẽ kéo trước một cái lớp băng keo để tạo thành cái đường kẻ trước. Khi mà sau khi mọi thứ hoàn tất xong thì người ta sẽ lột cái lớp băng keo này ra. Sẽ có một cái đường kỉ màu đen ở bên trong. Nên đúng không? Ôi thôi. Nên đúng không? Xe 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 xe. Bữa nay nho ở chỗ em là người ta bán 35 tệ là được 1,5 kg, khoảng 22.000 tiền Việt mình 1 kg. Có nhiều người người ta đi bán dạo dọc đường như vậy nè. Trái cây thời điểm này thì cái gì cũng rẻ hết trơn á. Hai người thợ hôm nay kiểu như đi qua là làm những cái bước phụ trước, để ngày mai thì người ta mới bắt đầu quét cái lớp sơn mà giả đá ở bên ngoài. Cái lớp phủ ở bên trong này em thấy người ta sơn thì cái màu nó cũng có một chút tự tự như là cái màu chính của em. Nhưng mà loại này nó chỉ là một loại sơn trơn thôi. Khi mà mình sơn tổng thể hết căn nhà luôn á thì nhìn nó có phiên phiên một chút qua màu hồng kem á cả nhà. Bữa nay nói chuyện với lại cái bạn nhỏ tuổi hơn em nè, thì cái bạn này mới nói là khi mà đi làm thì mấy người này đi từ rất là nhiều nơi khác nhau, tập trung lại một điểm, đến cái cửa hàng của ông chủ, và xe mà mình đi lại đi làm với lại xăng á là xe của ông chủ đưa cho đi. Mấy người thợ này khi mà làm nhà của ai á là nhà đó sẽ lo cơm cho mấy người này, thì ông chủ chỉ lo xăng xe và phát lương cho mấy người thợ này một ngày là tầm khoảng 300 tệ, là 1,050,000 tiền Việt mình. À, công việc xây dựng thợ hồ ở bên em cũng giống như là tất cả các công việc khác, chỉ làm được vào mùa nóng thôi, chứ mà một năm thì có tới 5-6 tháng lạnh, người ta không có sửa chữa nhà, thành ra thì lúc đó thì sẽ nghỉ ngơi, không có đi làm việc được. Bí của nhà gì hàng xóm đối với sau lưng nhà em. Mấy quả bí nhỏ. Dì nói là mấy cái này là gì, có cái thì giữ cái hạt già lại làm giống, còn có cái thì để mùa đông á ăn nha, giữ lại mùa đông ăn. Năm sau em trồng nhiều loại bí một xíu cũng trữ lại giống như gì này nè, để dành tới mùa lạnh ăn. Cái này u qua chả hành đu là chả hành đu. Một dây bí mà thấy mọc quá trời luôn á. Quá không là quá. Nhìn thấy ham luôn.
Nhà em sơn xong cái lớp thứ hai ở ngoài sau á, thì bây giờ dời ra trước làm nè. Để lớp thứ hai khô á, thì tiếp tục sơn một lớp nữa. Này chỗ em nóng hơn 40 độ cho nên là kiểu vừa sơn xong á, là nó khô liền lập tức luôn. Năm nay thời tiết bị thất thường chứ đáng lẽ là mùa này thì ở chỗ em đã mát rồi, chứ không có phải là bị nóng hơn ở tỉnh phía Nam Trung Quốc đâu. Từ cái bữa mà tụi em làm cái nhà này á, thì ở trong thôn em có quá trời người kêu cái nhóm thợ này đi qua làm tường cắt nhiệt giùm người ta. Chắc á, là người ta thấy là cái nhóm thợ này làm kiểu tỉ mỉ với lại là chất lượng á. Thành ra là kiểu như làm cho nhà em xong là mấy anh kiếm được quá trời mối trong thôn luôn. Em nghĩ là sau khi tụi em hoàn tất sơn xong luôn á, thì chắc là mấy anh còn kiếm được thêm rất là nhiều mối ở đây. Ông chủ này em thấy cũng hiền với lại là làm cũng thật thà. Lúc ổng qua thì ổng nói là cái tường ở ngoài sau có xi măng á, thì ổng kêu mấy anh thợ làm xong thì quét giùm em cái tường xi măng đó. Kiểu như là để cái tường xi măng đó nó xấu, dùng cái sơn khác á quét lên giùm cho mình luôn. Và không có lấy tiền. Mấy xưa hai mấy hoàng chó bia ra sợ hai bia ra sợ tuy hai sợ 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 chứ có sợ đi ở biên là xoa hay yêu xoa lưu biên lưu biên sợ tuy đã hầu đi chi đó sai sư chân chân đền sợ ờ mến thiên mến thiên mà mến thiên đang khăn đâu hậu khăn là tôi thay chọn đâu lưu biên rưa ba ba để yêu chui cho lệ khang tha chui cho lệ giờ bình suối nè chú nói gì bình suối giờ bay xéo bay nè tôi ba đao cho lại không điện khoai à tôi muốn chui chui xíu hoang nát lệ nó lì ta xuống hậu khang hay liền khoai cái mô hân cái này ở chỗ em cũng phải là nằm 40 độ trở lên cho nên là nó nóng, đứng ở ngoài là trời nhìn người nào ở đấy là khỏi cần làm luôn, cũng mồ hôi chảy nhễ nhại luôn á. Chứ không nói em quay video em phải núp trong bóng mát mà quay ra thì không dám chạy ra ngoài em quay luôn á, nóng lắm luôn. Lại hậu bên sang hậu bên mà đằng thang cang nè xin chào lại hậu bên cái khuôn điện thử mà lấy sữa hậu hơn ha? Trên liền à? Em làm nước đá, bỏ mấy cục đá vô, xong mấy chú thợ hồ, mấy chú cũng thích uống, xong rồi ba chồng em qua uống. Kìa trời mát quá. Dạ, trên liền à? Đúng là ha, trời bốn mấy độ, không có nước đá chịu không nổi. Thái rưa là sâu lẻo nè.
một đài chưa lấy học viên cái thằng chưa nạp vào nhá. À ba ba nè. Dạ anh sẽ nấu một ít tôm. Hồi trước em nấu canh rau dền á, nhưng mà hai người kia không có nhận ra rau dền là gì, chắc là thấy màu đỏ không dám ăn sao. Không có đụng vô miếng luôn, sợ nó không đụng vô miếng nào luôn. Cho nên là bây giờ là hầm nóng canh đó, em tính là hầm cái móng giò heo cho ba với lại mẹ qua ăn. Nhưng mà cái canh đó không có ai đụng vô thì nó cũng còn y nguyên trong nồi nữa. Nên là giờ em nấu thêm một ít tôm nữa thì nhà em ăn cơm. Nó nóng quá. Nó nắng nó đỏ mà điện thoại em quay video mà cái màu nó cháy vô cái vách tường mà nó tối vách tường nó không rõ luôn á. Giờ đang quyết là lúc đầu là một cái lớp rất là mỏng, rồi lớp thứ hai là màu trắng, còn giờ lớp thứ ba là mình thấy nó đều hơn nè. Lớp này quyết nhanh nè. Ba chồng em bữa nay qua dặn tụi em á là đợi ba đi trồng răng về lại rồi mới làm nhà mới. Với lại là đợt này á, anh hai mới đi qua bên công ty, đi công tác ở bên Thái Lan, đi về ông chủ á. Cho nên là cũng tầm mười mấy ngày nữa mới về nhà. Thành ra là tụi em phải đợi cho anh hai về. Rồi ba chồng em á làm xong cái hàm răng mới để mà ăn được này kia á. Rồi bắt đầu mới làm nhà mới. Họ đua. Thì, mình phân quản chi à, quá khẳng định biết là thầy cháu. Mama lại. Không hoàn lắm. Ừ, hoàn lắm. Nó ra dư. Ba mình xoa nó ra là. Chính là liền khoai đây tu rơ tu say với hay là khang một chú lá là thái là chua nó đăng mà rưa ở lây cho quay bên căn hộ lây rưa cái phần răng tay bị gì mà Chưa cơ thể cơ. Chưa tham gia chưa tham gia hành đi qua. Lý Tâu. Dạ. Tham gia đi. Thầy xin lỗi con. Dạ lỗi con. Cô lấy đi. Lý Tâu. Lý Tâu cũng bảo lên xin lỗi bảo. Mama xin lỗi Tâu. Bà xin lỗi Lý Tâu. Lý Tâu. Lý Tâu. Lý Tâu. Ông chủ nói là quét cái tường bên kia cho tụi em thôi. Nhưng mà lúc mẹ qua thì mẹ kêu là quét giùm cái tường bên này. Rồi cái người thợ này người ta cũng làm cho mình luôn. Tại vì bình thường là cả ngày em cũng đi ra em quay video nè. Xong rồi em hay lấy nước đá với lại là đem trái cây. Rồi đem kem này kia ra mời cả ngày à. Cho nên là người ta làm mà kiểu thời tiết nóng á. Mà đem mấy cái đồ lạnh lạnh ra ăn cho nó đỡ nóng như vậy người ta thích lắm. Nên là khi mà làm xong xuôi hết á, cái mình kêu người ta phụ mình làm cái này cái kia thêm một xíu á, là người ta rất là vui vẻ làm cho mình chứ không có nề hà gì hết trơn á. Bữa nay là khô rồi, nhưng mà giờ này là 5 giờ gần 5 giờ rồi nên là người ta không có làm nữa, ngày mai qua làm. Chứ giờ mình nhìn trong cái tường nó khô nè. Còn một xíu xíu ướt chỗ này thôi. Dưng rồi rồi rồi. Em mới làm thêm một cái món tôm nữa.
chứ sao là dí mãi nè mama à. Dì là dí mãi được hả? À, là dí cấy là. Là dí cấy sao? Dì thiếu hộp hả? Ừ. Nhưng mà cái cảnh hồi trưa em nấu hình như hai người đó sợ thấy cái cảnh màu đỏ giống cái màu đó, nhìn thấy sợ. Là không có ai dám đụng đuổi hết trơn á. Em tính là em hầm cái móng heo em nấu canh cho ba mẹ ăn mà xong rồi cuối cùng là canh hồi trưa người ta không có ăn, không ăn miếng nào luôn, không đụng vô luôn. Nên còn sạch đó, rồi nhà em để lại ăn nè. Rồi giờ nhà em ăn cơm. Thì em chào ông bà cô chú. Chào ông bà cô chú. Ăn cơm, mà ăn cơm. Tao ăn ăn cơm. Ăn cơm. Ăn cơm. Hầu sang là bố sư ba ba số mua video chuyện chứ xin cha ba ba mấy rồi giả. Tuy số gì tha lô phong, số gì ba ba số mấy video chuyện. Gì xin tha số hình video chuyện. Nó cần đi chia sẻ hậu bài giả chú lại là. Thôi rồi, thôi rồi, dư cái chân nhỉ. Ừ. Em mời ông bà cô chú ăn cơm nha. Cứ thang mà bà ạ. Dạ là một chân không mổ hả? Họ đâu nã chú thí, họ đâu hoa chú lái, họ lái ở đâu bố chủ. Mà nó bị lướt hay sao vậy nhỉ? Chứ xưa mà, tha mình chỉ khẩu đâu bố chú. Nó rươi à bà? Ừ, nó rươi à? Bố biết hẳn là, nó rươi ta còn lẻo 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 Nếu ai xả vô lại bu giao phan. Nếu vậy giao lại điện phan à. Nếu muốn nóng không bu phan. À, nhỏ nhỏ lại như là mấy thế là quý như là. Bu đến tu thang. Sự lại điện phan. Cha ba, ba 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 ma. Ma. Chứ xa xưa xiang à. Cái sao cái này lên lên quầy tháng. Quầy tháng để sao mà. Tuy. Cái sao xem. À, chứ sao của mình chưa đau chưa có số gì của mình khang giảng sự của mình xì hoa. Thay mình vui chưa đau xả sai à. Thay mình vui khang ở xin à. Thấy gì quấy sư trẻ nè. Khẳng đi thay mình lắp ở Hải Phà. Tuy vô cảnh thưa. Sẽ chiêu số đâu vô cảm không à. Vô chỉ quên. Bố chưa đâu quá chủ xá hả? Hay như mấy cái thầm kế thầm mà khư xế. Ừ. Cái hộp hư á. Hộp hư. Tuy à. Hôm nay khư thì mấy rồi mà chả. Khư ba thính hộp hư là. Cho nên giờ nó ngọt ngọt, nó béo béo mà nó thơm, ăn ngon lắm. Nhưng mà thì người ta nhìn cái màu nó sợ. Ừ. 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 Đợt vừa rồi thì ở trong thôn em người ta mua cây giống của cái người đó bán thì ai trồng cây cà cũng bị chết hết trơn. Còn cây giống của tụi em là mua ở trên thành phố Lăng Hải, khi mà đi mua hạt giống thì tụi em trồng thì nó sống rất là tốt và ra trái nhiều. Đợt này là cà cũng qua được rồi đó, nhưng mà tới nay nó vẫn còn trái rất là nhiều luôn. Thì mẹ chồng em hái một ít cà đem về bên đó ăn. Với lại mẹ chồng em á, thì trồng mấy cái loại rau ngắn ngày á, thì mẹ chỉ trồng đợt đầu tiên của đầu vụ mùa thôi. Chứ mà xong cái đợt đầu rồi á, thì đợt thứ hai đa số mẹ toàn là trồng mấy cái cây đậu hoặc là mấy cái cây kiểu như dài ngày như bắp thảo để mà trữ mùa đông. Chứ mẹ không có còn rau ngắn ngày để ăn nữa. Thành ra bên vườn bên em có rau ngắn ngày á, thì tụi em hái như vậy nè. Rồi để cho mẹ bên đó kiểu như là lúc tụi em không có ăn cơm chung á, thì sáng mẹ có thể nấu hoặc là xào gì đó ăn đơn giản cho nó nhanh. Em hái một ít ra mùng tơi này cho mẹ chồng em đi về để nhà mẹ chồng em nấu canh á. Bữa nay nó ra ngọn quá trời luôn á, ngọn ăn đã luôn á.
ăn toàn thôi. Gì vậy? Lâu thân nhỉ? Lâu thân chả hồi xưa nè. Mẹ sợ rồi. Chịu sai, xiển thiên thì đâu chẳng hoài cái quả chịu sai chẳng hoài thì hãy bu chi đâu. Vậy là video của em hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn ông bà, cô chú, anh chị đã yêu thương và xem hết video của em. Hẹn gặp lại cả nhà mình ở video tiếp theo vào ngày mai.